Theo tính toán, thì còn hơn 24 triệu bằng lái cũ cần phải đổi sang thẻ PET để tích hợp với dữ liệu dân cư quốc gia. Điều này ước tính sẽ tốn của nhân dân hơn 3.200 tỷ đồng. Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết hệ thống của ngành giao thông đang quản lý hơn 55,6 triệu giấy phép lái xe, gồm cả ô tô và xe máy. Trong đó, cơ quan chức năng xác thực thành công, hiển thị đầy đủ trên hệ thống VNEID 31,3 triệu giấy phép các loại. Còn lại có khoảng 3,6 triệu giấy phép lái xe chưa được xác thực do sử dụng chứng minh thư 9 số, khoảng 20 triệu giấy phép lái xe dùng bằng phôi giấy bìa được cấp từ năm 1995 đến tháng 7 năm 2013. Như vậy là còn 24,3 triệu bằng lái cần được tích hợp. Theo quy định, lệ phí đổi bằng lái sang thẻ PET là 135.000 đồng một thẻ. Với số bằng lái trên cần đổi, người dân có thể sẽ phải tốn hơn 3.280 tỷ đồng tiền lệ phí.